Xin kính chào các bạn khán giả của kênh Tết Trần TV. Hôm nay chúng ta đang có mặt tại một showroom VinFast tại Hà Nội. Đây là nơi mà chỉ ít phút nữa chúng ta sẽ được chứng kiến giây phút hậu vệ Phạm Xuân Mạnh nhận xe mới. Và đây chính là Xuân Mạnh, người đang xuất hiện trên màn hình với bộ vest khá bảnh bao cùng màu với chiếc xe mà chúng tôi sẽ gửi đến các bạn trong hình ảnh ngay sau đây. Theo kế hoạch thì khoảng 11 giờ Mạnh sẽ làm các thủ tục để nhận xe. Xong tuyển thủ xứ Nghệ vẫn đến khá sớm, trước khoảng 30 phút. Có lẽ là Xuân Mạnh đang khá là nôn nóng, muốn được trải nghiệm ngay chiếc xe hơi đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Và trong lúc chờ đợi Xuân Mạnh làm thủ tục nhận xe, tôi đã tranh thủ chiêm ngưỡng những chiếc xe ở đây cũng như chiếc xe của Mạnh. Bạn có thể thấy là màu của chiếc xe này có phong cách rất mạnh mẽ, hợp với những người chơi thể thao như Xuân Mạnh. Tôi thì không phải người quá sành sỏi về những chiếc xe hơi, nên sẽ phép không đi sâu vào những vấn đề liên quan đến kỹ thuật cũng như là chuyên môn của xe. Mình chỉ biết đây là dòng xe VinFast Lux A2.0 mà các bạn có thể xem chi tiết cụ thể thông tin này trên rất nhiều những trang mạng. Ngoài ra theo những quản lý ở đây thì Xuân Mạnh sẽ được tặng thêm một chiếc xe điện cũng của VinFast sản xuất. Đấy, một công đôi việc, không biết là Mạnh sẽ sử dụng chiếc xe này như thế nào. Chắc chắn là nó rất là tiện dụng và đấy là điều mà mình nghĩ rằng là quan trọng nhất đối với Xuân Mạnh. Mạnh thì vừa mới cưới vợ và trước khi chính thức nhận xe thì anh chàng này cũng cực kỳ cẩn thận, nhờ nhân viên ở đây chỉ dẫn những cái quy tắc cần thiết. Cầu thủ của Solam Gan cũng cực kỳ chăm chút đến từng động tác hướng dẫn của các bạn nhân viên. Mình thì không rõ Mạnh đã lái xe nhiều chưa, nhưng chắc chắn đây là chiếc xe hơi đầu tiên mà Mạnh tự mua được. Có thể hiểu được cái sự cẩn thận của Xuân Mạnh với có thể nói là cô vợ hai. Người ta thường ví chiếc xe hơi của những người đàn ông như những cô vợ hai vậy, chăm sóc rất là kỹ càng. Mình dò trước khi mình bật cái này thì nó không thấy được. Anh nhân viên thì cực kỳ nhiệt tình, thậm chí còn hướng dẫn Mạnh những chi tiết và những sự quy tắc ngoài lề về việc đóng cửa xe cẩn thận khi mà nhà nếu có trẻ nhỏ và chống xảy sức ra làm sao. Chắc chắn Mạnh cũng rất là vui khi nhận xe rồi, nhưng chúng ta hãy cùng đến với chia sẻ của Mạnh ngay sau đây để biết thêm những cái điều mà Mạnh nói về người bạn đồng hành mới này. Sắp tới thì với khi em mua xe mới thì em có kế hoạch sử dụng chiếc xe này vào công việc cũng như là những cái cuộc sống của em như thế nào? Thì đầu tiên là thứ nhất là nói chung là để mình đi về quê thăm bố mẹ được nhiều hơn, bởi vì đi lại thì cũng khó khăn. Bây giờ mình có xe riêng rồi thì mình chở vợ hoặc là anh em bạn bè để về quê thăm bố mẹ, thì mình lại vào công việc, rồi thỉnh thoảng vợ hoặc là mình đi công việc để đi làm thì đi rất là tiện. Trong khoảng anh nhớ trong khoảng cách đây 1-2 năm, tức là em có từng thực sự là em rất muốn là có điều kiện em sẽ đưa mẹ em đi chơi là đi du lịch khắp Việt Nam ấy. Thì bây giờ với khi mà mình đã có điều kiện này rồi thì em có kế hoạch gì cho cái việc mà sẽ đưa gia đình hoặc là đặc biệt là mẹ em đi thăm thú các địa điểm ở Việt Nam trong tương lai? Tất nhiên không phải chỉ riêng mẹ mà cả bố nữa. Ừ đúng rồi. Bởi vì là hiện tại thì mình chưa có thời gian, nhưng mà chắc chắn sau này mình sẽ dùng chính cái xe VinFast của mình để đưa bố mẹ đi du lịch, tham quan du lịch. Cái việc mà em khi mà em chọn lựa quyết định mua xe này thì em có cái sự tư vấn tham khảo nào của ai không, hay là em có tự qua giúp đỡ em trong việc này? Thứ nhất là mình thấy anh Trọng Hoàng với bạn Bùi Tiến Dũng đã lấy VinFast, cũng là rất tin tưởng VinFast, cũng như là nhiều nghệ sĩ hoặc là mình đi trên đường mình cũng thấy là VinFast đi rất nhiều, chứng tỏ là mọi người rất tin tưởng dùng VinFast. VinFast thì mọi người được tin tưởng thì đấy thì mình cũng có cái sự an tâm.
và mình quyết định chọn VinFast để mình sử dụng để cho gia đình. Hóa ra là như thế các bạn ạ. Đây là dòng xe mà Trọng Hoàng cũng như Bùi Tiến Dũng đã lựa chọn. Có người đi trước chỉ bảo thế thì chắc là Mạnh cũng nghe theo những cái người đồng nghiệp của mình. Và thời khắc nhận xe đã đến, hậu vệ của xứ Nghệ thì cực kỳ tươi tắn đứng trước đứng cái cạnh chiếc xe của mình. Tất nhiên sự xuất hiện của một tuyển thủ quốc gia cũng khiến cho không khí của showroom trở nên sôi động hơn. Rất nhiều nhân viên đây đã tranh thủ để lưu lại những cái kỷ niệm với Xuân Mạnh. Có lẽ tới đây không ít những fan hâm mộ sẽ có những đôi chút ganh tị với những nhân viên ở đây. Vừa được bán xe, lại có những bức ảnh đẹp để khoe với người thân, bạn bè. Không biết các bạn cảm thấy như nào, chứ với mình cảm thấy thì Mạnh là một người cực kỳ chiều những người fan hâm mộ. Và được gặp những người fan hâm mộ nhiệt tình như thế này thì cầu thủ của Sông Lam Nghệ An cũng rất thoải mái và sẵn sàng chụp ảnh, không sót bất cứ ai cả. Rồi, thôi. Rồi, ok. Máy nào? Chụp hình rồi nhưng nhiệm vụ của Xuân Mạnh thì vẫn chưa xong. Đơn giản là anh chàng này còn phải gọi điện về khoe ngay với bố mẹ. Thậm chí là còn quay cẩn thận chiếc xe của mình cho người thân chiêm ngưỡng. Ước mơ chở bố mẹ đi du lịch khắp Việt Nam của Xuân Mạnh giờ cũng đã gần hơn rất là nhiều rồi. Mình nghĩ có lẽ trước mắt thì Tết này Mạnh có thể chở gia đình mình đi du xuân một cách thuận tiện. Cơ mà giờ đánh xe ra showroom thế nào đây? Điều này cũng không hề đơn giản chút nào. Cũng may là ở đây thì có các nhân viên nhiệt tình và khi tự mình cầm lái hỗ trợ Xuân Mạnh từ cái vấn đề nhỏ nhất này. Mà các bạn hãy để ý Mạnh là anh chàng này cũng đang muốn sử dụng ngay thành quả của mình. Nên cứ bình tĩnh, ra khỏi showroom thì thoải mái hưởng thụ. Một số giấy tờ của Xuân Mạnh thì vẫn đang cần kiểm tra, và Xuân Mạnh cũng người bạn của mình cũng chưa thể gọi là rời khỏi đây ngay được. Mạnh tranh thủ chờ đợi và cầu thủ của Sông Lam Nghệ An đã rút điện thoại trò chuyện với mẹ. Có lẽ lúc này thì Xuân Mạnh cũng chỉ ước được cầm chiếc xe này đưa mẹ và vợ cũng như là những người trong gia đình chở mọi người đi du xuân, đi chơi. Cũng theo chia sẻ của Mạnh thì anh sẽ lái xe đến thành phố Vinh trước khi đón bà xã, rồi sau đó mới về quê nhà ở huyện Yên Thành. Trong lúc chờ đợi thì Mạnh cũng tiện hỏi thăm đường đi đến một con phố ở Hà Nội để lấy thêm đồ đạc. Vì thế mà khả năng phải đến tầm tối Mạnh mới có thể trở về Vinh. Biết đường về chưa? Biết đường em có Google. Google. Bây giờ mình đi thẳng này này. Đi đường quanh. Đây này, vòng này, vòng vào. Bây giờ này. Lên Cầu Giấy á. Lên Cầu Giấy thì qua Nhật Tân. Nhật Tân nó không biết đâu, Nhật Tân nó đi lồng ngoằng lắm, không biết đường lơ xuống đâu. Thôi em cứ tìm Google Map là tìm theo Google Map là tìm nhất đi. Đi đường nội rồi, còn đồ đô thôi. Xong đây, có
xong rồi. Cái này lát em đi. Hồ sơ để cẩn thận nhá. Hồ sơ gốc đấy. Hồ sơ gốc ấy. Toàn bộ hồ sơ gốc. Hồ sơ gốc phải cẩn thận nhá. Đi đâu? Cầm cái đâu đó. Không có hết rồi đấy. Cảm ơn. Thì bây giờ đi ra đây qua đèn xanh đèn đỏ là có một cây xăng luôn. Xăng đi đâu cắm ngay được không? Đấy, đi đường này luôn. Đấy vào đây, cây xăng ở đây ngay cạnh đèn đỏ. Xong em cua quay lại đi ra kia là cầu Việt Tân. Là về chỗ em bảo cầu đấy là nhanh nhất và gần nhất thì là thắng. Sóng mạnh lên cầm cô Lăng nhé. Về nhá. Cảm ơn nhá. Về nhá. Hai em về. Chưa anh. Anh à. Vâng, anh có về chưa? Có lẽ mọi thứ đã xong xuôi rồi. Trước khi lái xe rời showroom thì Xuân Mạnh cũng không quên gửi lời cảm ơn tới những nhân viên đã hỗ trợ anh trong việc nhận và sử dụng xe. Và cũng xin thưa các bạn là lời chào của Xuân Mạnh cũng thay cho lời kết của chúng tôi trong chiếc video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hành trình của chúng tôi cùng Xuân Mạnh để nhận chiếc xe của mình. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo trên kênh Tết Trần TV. Cảm ơn nhé.